Bạn có căng thẳng không? Thấy là bạn là có vẻ bé hơn bạn bên này hay sao nhỉ? Bạn đã học lớp mấy? Lớp 4 đúng không? Thế còn bạn Hồng Anh? Mình cũng lớp 4. À, vậy là hai bạn lớp 4 nhưng mà bạn bé hơn bạn bên này một chút nhỉ? Hai bạn lớp 4 của chúng ta cùng đến với phòng thí nghiệm nào. Xin chào tất cả các em. Hôm nay anh và chị sẽ hướng dẫn các em là một trò chơi để các em có thể tự thiết kế và chơi trong những thời gian rảnh. Đó là trò chơi tên lửa bùm bùm. Những thứ mà chúng ta cần chuẩn bị, một là một cái tàu lửa bằng giấy, đây là bằng như này. Hai là các ống nhựa có chiều dài khác nhau. Ba là một chai nhựa. Tiếp theo chúng ta cũng phải cần hai ống hình chữ T. Ngoài ra chúng ta cũng phải cần ống bịt để có thể bịt không khí, để khi đó nguồn năng lượng cấp ra từ chai nước có thể sẽ làm cho máy bay của chúng ta sẽ bay được cao hơn. Và cuối cùng chúng ta sẽ cần một ống hình chữ L. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng làm thôi. Đầu tiên, anh sẽ bắt đầu lắp ghép các ống lại với nhau. Và câu hỏi anh và chị đặt ra cho các em ngày hôm nay đó chính là: chỉ với một chai nhựa như thế này thì chúng ta phải làm thế nào để cho tên lửa có thể bay được lên? Chúc các em may mắn! Hôm nay là mình chỉ có mỗi một cái chai thôi, nên là chắc là chỉ có một cơ hội cho bạn nào nhanh hơn thôi đấy. Các bạn suy nghĩ kỹ nhá. Ba, hai, một, xin mời! Xin mời Yến! Bạn sẽ làm thế nào để cho tên lửa bay lên? Em có thể tháo cái chai ra được không? Làm sao cho tên lửa bay lên là được? À! Xin chúc mừng Yến, vậy là tên lửa đã bay lên rồi. Chúc mừng Yến, vậy là Yến đã có cái gì không? Tôi có thể làm được cho tên lửa bay cao hơn đấy. Thử nha, 1, 2, 3. Wow, bay cao luôn. Còn bạn Hồng Anh, mình chọn một món quà nào. Ôi, lấy ra nào, đây là cái gì? Giải thích cho các bạn một chút này, đấy là vì khi mà ta dẫm mạnh lên chai thì không khí bên trong chai sẽ di chuyển vào ống với vận tốc nhanh hơn. Nhờ vậy mà